Có phải Hải Linh ơi, có phải là hàng ngày bố đi làm xong con sang trộm nhà Châu chơi đúng không? Con sang trộm xong là lúc đến lúc giờ bố gần về con đi về đúng không? Có sang không? Đấy, cho nước vào luôn. Hấp hơi ba phải cho nước vào chị. Ô cái này là bằng nồi điện nhỉ? Ừ đúng rồi, mình chỉ cần cắm điện thôi, sôi là xong mà. Cho nhiều nước vào. Không kệ cho bấm chuông tiếp. Thôi rửa đi xong rồi về cho bánh bao vào. Ok làm gì đấy? Ủa. Mình thấy bạn sang cái phải vỗ vội ra mở cửa. Đấy, mới bấm chuông một cái mà đã phải ra mở cửa rồi. Rồi. Xem. Hôm nay cho Châu chín cái không nhá. Bây giờ ơi hai đứa bắt đầu ướt rồi. Thế, hẹn nhau. Hai cái là nhiều rồi. Cứ phải ấn chưa nào? Ấn một cái. Đều hẹn nhau. Đấy, ôi chắc gặp nhau vui thế nhỉ. Châu ơi, bác hỏi thật nhé, Châu với Hải Linh có bao giờ hai đứa yêu nhau không? Yêu không? Cái gì? Bác thấy nhá, mỗi ngày nó gọi điện cho cháu mấy lần, đúng không? Đâu ra? Mấy tiếng. Hai đứa cháu rồi không nhắn tin với nhau cơ. Sao là? Không, nhá, bây giờ nhá, Châu ơi. Châu, bây giờ Hải Linh cứ bảo là... Khổ quá. Bây giờ Hải Linh cứ bảo là lớn đến Hải Linh không lấy chồng. Đấy. Không lấy chồng thì bây giờ không nên là thế cũng không thích con trai đúng không? Mà không thích con trai mà bây giờ là chơi với Châu rất là thân. Gì đấy? Vì bác sợ. Không biết là nhưng mà nó chỉ chơi thân với con gái thôi, nó không chơi thân với con trai. Ừ thì rõ ràng nhưng mà nó lại bảo là nó không lấy chồng nữa. Không cần phải đi chơi với con trai nhưng mà nó không lấy con trai chơi với nhau. nhưng mà lớn Hải Linh bảo Hải Linh lớn đến Hải Linh không lấy chồng. Hải Linh kêu là Hải Linh kiếm được tiền với bố mẹ là Hải Linh mới lấy chồng. À đấy đây chứ không lấy chứ. Nhưng mà đấy. Châu có bị. Kêu là có con Lan với lại từng có rồi. Rồi bây giờ cho bánh bao à. Châu ăn được mấy cái bánh bao này? Ăn một cái quá. Bác cho em được nửa cái thôi. Bỏ mấy cái bỏ cái không kinh mà em mới chưa ra đâu chưa mới bỏ từ đá ra đấy, bỏ cái này ra không con, nên bỏ này ra kẹo nữa sao bóc được tí nữa mày đấy bóc được chưa hả tí nữa mày mới bóc được chưa Châu đấy nhà bác ấy vì 3-5 cái bánh bao này mà mua hẳn một cái nồi này để chuyên hấp bánh bao thấy chưa đây có 5 người đây bác ăn nửa cái cho Châu ăn một cái. Hải Linh bởi đấy biết Hải Linh nói xấu gì Châu không? Hải Linh bảo Châu đấy ra cho ăn mì tôm. Ăn mì tôm bố hả? Ê Châu ơi, Châu lớn lên Châu còn lấy chồng không? Chưa biết rồi. Còn nhưng mà con lấy không? Không biết gì, hai đứa này nghi ngờ lắm. Hai đứa này biết đâu hẹn nước với nhau cái gì chứ. Chết rồi, nguy hiểm quá. Ôi giời, Hải Linh nhá, một tuần mới tắm một lần. Thôi lấy dây điện cho đi. Chết rồi, nguy hiểm quá nhỉ. Chết, nguy hiểm quá kìa. Châu chết có người yêu rồi. Nhưng mà giờ đây thì có lúc nào. Cái đấy có phải cái đấy đâu, cái này nó có hai lỗ mà. Giờ ai là người cắm điện đây? Nên cái để xuống đất không thì nó nóng quá đấy. Ra ngoài kia, để ra ngoài kia đi. Cái này chắc là phải một tiếng sau mới ăn được bởi vì là bên trong có đá mà. Hấp xong, đấy, đây đây đây. Lần trước mẹ mình hấp bánh bao đó là sao? Con sang nó đi học mẹ đó bánh bao. Tôi mới được cái ăn bên ngoài, ăn được bên trong như vườn đá đúng không? Cái này chắc là hấp xong là phải chắc chắn là hấp xong rồi khoảng 30 phút xong lại để tắt đi xong hấp tiếp bật số mấy đây to đây ok đã xong và bây giờ chỉ là chờ đợi thôi chờ đợi chắc một tiếng xong rồi bây giờ hai đứa đi lên học đi xong rồi sau đi học xong thì bánh chín thì bác vào xuống ăn nhé nhưng mà lên đấy không được cầm tay cầm chân nhau đâu nha em ơi gì khẳng định lại sao có bê đê không nè
Nhưng Hải Ninh cũng có thể Hải Ninh gọi không đến chồng đấy. Ok, điện thoại để dưới đây à? Bạn ơi, đây là điện thoại của bạn Lucy này. Đấy, thì xem bí mật ở trong đây. Có thể nhắn tin mùi mẫn với nhau không nhỉ? Em ơi, nguy hiểm lắm. Từ hôm nay bác sẽ phải theo dõi hai đứa này. Mày sao quay chỗ? Đây, kể hai đứa này mà chơi với nhau mà suốt ngày cứ sang với nhau mà học với nhau thì cũng tốt đấy. Nhưng mà sang với nhau mày cứ nói chuyện thủ thỉ với nhau là úi dồi ôi, thế này thế kia thì nguy hiểm. À xem châu viết chữ đẹp này. Châu viết chữ thấu. Đẹp phết đi gì, đẹp hơn Hải Ninh luôn đi. Ơ xem chữ này. Ôi mẹ em chữ, con đây này. Đẹp hơn Hải Ninh. Đây. Đẹp mà chữ này em nhỉ. Hải Ninh bây giờ viết cũng đẹp hơn tí rồi, ngày xưa viết xấu như ma. Chắc là chơi với Châu nên là có tiến bộ lên đúng không? Cái mày này, bài hình nó không cần mày. Ui, Châu học chơi hình giỏi thế cơ. Nó học được hình giỏi đi, học đại thế không? Không bị ngu ấy, tại vì tôi không thấy kiếm được quyển sách toán tập 2 đâu. Châu liệu có thi được vào Gia Thiều không? Đó, nó bỏ giờ bằng đấy. Thôi học đi nhá, tẹo nó bánh bao chín thì xuống ăn nhá. Ôi, bà con xin dậy chưa? Hả? Ôi, Hà An gọi điện cho ai kia? An ơi, bố hỏi thật An nhé. Bác gì ơi? An ở nhà ấy, mà chị Châu chị sang ấy. Thì Hà An có thấy chị Châu với mấy cả Hà Ninh có vấn đề gì không? Không, bác bên này à? Thằng không đấy? Bây giờ bố giao nhiệm vụ cho Hà An nhé. Là Hà An ấy. Ở nhà ấy, Hà An thì làm theo dõi Hà Ninh với cả chị Châu cho bố nhé. Cho mượn thì nhá. Ê, vậy là bạn Cosi của chúng ta đã ngủ dậy rồi. Bây giờ là 10 giờ rồi. Thế. Thế bây giờ bạn Cosi ơi, bây giờ bố có một vấn đề này muốn giao cho bạn Cosi. Bạn Cosi có thực hiện cho bố không? Vấn đề gì? À, nhỏ, thầm kín. Đóng cửa mà. Bố nói cho. Ngồi đấy, nghe rõ nhá. Bạn Cosi sẵn sàng chờ đợi. Tin tức chưa? Ai đấy, ai đấy? Úi kìa, làm gì đây? An ngồi đây, an ngồi đây. Biết gì? Để cho đứng ở đầu anh, chị biết rồi. Biết rồi cái gì? Biết rồi đi, biết bố bảo rồi đi. Giời ơi, bố đang bí mật, con lại nói thế thì làm thế sao mà? Nói đâu, con đi lên ở trên mà. Bây giờ bố giao nhiệm vụ cho hai đứa ở nhà theo dõi Hải Ninh với chị Châu, hiểu chưa? Hải An có giờ thấy Hải Ninh nói với bố là Hải Ninh lớn nên Hải Ninh không lấy chồng không? Hải Ninh chửi chết. Ôi dồi ôi, vỡ chưa? Chắc chắn là vỡ rồi. Mở lên xem. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Dán kính nhưng mà rơi thấy vẫn vỡ. Thế phải vẫn dán đi, thằng cò làm rơi một ngày năm lượt. Ra để nó rơi làm gì? Rơi làm gì nhiều thế? Bộ, 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 bộ. Sao con lại tin tưởng bạn con xin để con cho bạn ấy mượn nhỉ? Có xin chứ. Xin á, xin thì cũng không cho chứ, mà điện thoại của chị quý lắm chứ. Đúng không? Hỏng mép rồi đấy. Thôi, bây giờ giao nhiệm vụ tiếp nhá. Bây giờ bạn con xin đã nghe thấy Hải Ninh nói với bố là Hải Ninh sau này Hải Ninh lớn này Hải Ninh không lấy chồng không? Đúng không? Nghe thấy chưa? Bộ.